Có một quán chay ở Gò Vấp mà làm cho vợ chồng mình cảm thấy vô cùng phấn khích khi mà các món ở đây bày trí đẹp vô cùng. Giá cả chỉ có vài chục ngàn thôi, nước uống pha ngon lắm, đặc biệt nhất là lẩu một người ở quán chỉ có 49 ngàn mà các bạn sẽ được gọi thêm rau, bún mì, nước lẩu ăn thoải mái không giới hạn luôn. Với không gian ấm cúng bình yên, Phúc đội cơn mưa từ quận 1 qua đây mà cảm thấy xứng đáng. Tôi gọi cuộn rong biển xù sốt cam và đậu non hạnh nhân ngũ sắc với đậu mềm trong giòn ngoài ăn khai vị ngon lắm mà chỉ có 49 ngàn à. Phần pate ngõ thì được làm từ thực vật kết hợp với lại các loại hạt thơm béo, ăn cùng với lại bánh mì này nhìn công phu nhưng mà rất là ngon, gấp miếng dưa leo hay là gỏi rau củ bào sợi mà Phúc nghĩ rất là hợp với rất là nhiều tín đồ ăn chay nè. Theo bạn nhân viên chia sẻ thì mỗi tháng thì quán sẽ có thêm 2 món chay mới nha. Tháng này thì có nấm mối xào bơ tỏi chấm với lại bánh mì là cạn nước sốt luôn, nó ngon xỉu luôn má ơi. Món thứ hai là bào ngư tam vị được chế biến với nấm bào ngư chiên bột rồi lăn qua sốt đậm đà, ăn kèm với lại bánh tráng và ít gỏi chua chua nó vừa vị lắm luôn. Phần gỏi xoài trộn ăn cùng với lại khoai môn rồi trộn cùng với lại sốt chanh dây, thêm đậu hũ và nấm, gấp một miếng nhỏ vô bánh phồng rồi cho vô miệng nó đã gì đâu á, mà chỉ có 49 ngàn thôi à trời. Mấy hôm nay trời lạnh mà làm cái lẩu chay là vừa ấm bụng, mà các bạn chọn lẩu 1 ngăn thì 49 ngàn một người. Còn nếu mà chọn lẩu 2 ngăn thì sẽ là 59 ngàn một người nha. Mình đi 2 người thì cái lẩu này có giá là 118 ngàn thì thực sự là xứng đáng, vì được gọi bún hoặc mì cùng các loại rau hay là nước lẩu thêm thoải mái đến khi nào no thì thôi. Một vị lẩu hoa bắc tứ vị chua cay và một bên là lẩu nấm đùi gà lá é thơm ngon lắm, thêm nước chấm chao ăn với lại lẩu ngon cực kỳ. Quán này có tên là Ngõ Chay, Phan Văn Trị, Huệ Phải vô Thống Nhất, đến hẻm 220 chạy vào là tới, hẻm xe hơi nha. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình nha.